Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị và xin giới thiệu đến quý vị bạn tôi, ký giả Nguyễn Ngọc Mùi cùng có mặt trên làn sóng. Xin chào anh Mùi, thưa anh. Xin chào anh Nguyễn Xuân Nam, tôi là Nguyễn Ngọc Mùi, kính lời chào đến quý vị khán thính giả của truyền hình Việt Nam Mô cũng giống như là Nhật Bảo Kale Today. Thưa anh. À, thưa quý vị, vào trưa hôm nay, chúng tôi có hai cuộc gặp gỡ rất là quan trọng. Thứ nhất là cuộc gặp gỡ của luật sư chúng tôi, để chuẩn bị uh, bảo vệ một vụ kiện cho chúng tôi gồm bốn nhà báo và bốn lãnh tụ cộng đồng của chúng ta Vì chúng tôi sẽ không có dịp được thưa chuyện Của quý vị nhiều trước cái cuộc phiên tòa xử Đúng. nhưng mà sau phiên tòa xử thì quý vị sẽ nghe chúng tôi kể những chuyện chấn động sang Jose toàn bộ cộng đồng bị một tập đoàn lừa đảo như thế nào chúng tôi sẽ tiết lộ quý vị cho ghê gớm và tại sao cái vụ kiện này nhắm vào chúng tôi thì và chúng tôi hứa quý vị một điều là vụ kiện này có thể đi với bất cứ nơi nào dù tan xương nát thịt chúng tôi vẫn bảo vệ cộng đồng chúng ta một tới cùng không tiếc bất cứ điều gì thưa quý vị và chúng tôi xin quý vị giữ một cái sự ủng hộ sự thông cảm và sự trân trọng đối với cái cuộc chiến đấu vì cộng đồng thân yêu của anh em bị kiện và họ đứng ở phía nào thì quý vị sẽ biết hết à và sau đây sau đó chúng tôi có đến tham dự một buổi tiệc của anh chị em luật khoa một tổ chức mà anh Bùi đã nói chúng tôi trong mấy cái chục năm vừa qua mỗi năm có tiệc thằng năm của họ, chúng tôi đều có mặt và sau sinh hoạt như anh em cùng nhà tôi chưa học luật khoa ngày nào trước 1975 tôi là dân sư phạm và dân văn khoa nhưng mà đối với anh em được khoa từ ngày qua mỹ anh em được khoa trở thành môi trường thân thương của tôi và tôi mùi đã tham dự liên tiếp khoảng một chục năm vừa qua anh mùi cái cảm giác anh là người người nhà anh mùi rất vui, vui. đồng bài thôi anh Nam tức là cả hàng chục năm qua rồi kể từ khi mà hội luật sư Việt Nam cũng với như Hoa Kỳ và trong đó có cả gia đình nữa thì anh tự nghĩ cho trước đây hơn mười mấy năm thì anh thấy khi mà các anh chị tổ chức ở các nhà hàng á anh thấy ông đông đúc quá rồi hả cũng khoảng mười hai chục bàn hả? rất à, là đúng đúc lắm thì sau mười mấy năm bây giờ anh thầy thấy con ngày đã càng ít dần này bây giờ cái này còn nói chuyện vui về anh nam Đây bây giờ mình nhìn lại thì mấy đựng mấy rau là ít mà nhân là mấy ba thì rất là nhiều nào <laughs> thì anh em cũng chúng tôi có sự gặn bỏ vợ là, là hồi luật sư vậy thưa quý vị thì mặc dù là không phải là không phải là học luật ra À, chúng tôi học uh, uh, anh Nam Thảo Thư Phạm, tôi cũng vậy thưa uh, quý vị. thì nhưng uh, rồi qua đây anh em gắn bỏ với nhau rất là um, công giống như là cũng khác gì một cái gia đình luật sư vậy ở Việt Nam. Yeah. thì uh, ngày hôm trưa hôm nay thì uh, mình đi dự uh, buổi tiệc rất là đâm ấm, rất là vui người xuân Nam. Đã. thì uh, uh, đặc biệt là hai năm nay có sự xuất hiện của một người chị uh, của tôi trong danh Phật tử đó là chị Công Diệu Lý À, chị là cũng cũng là một luật sư ở Việt Nam nếu xuống Nam thì à, chị mới quá định cư cách đây khoảng năm sáu năm vậy thôi à, thì cũng dễ thương lắm à, cặp chị rất là vui à, chị cũng người rất là hiền lành à, tham gia trong tổ chức gia vận tử à, thì hiện nay là chị là một trong những thành viên của đoàn cử huynh trưởng ở tại sao Hoa Giê thì rất là thú vị và xin cảm ơn anh chị em trong hội luật sư Sài Gòn đã có nhà ý mời nhật báo Kalimray truyền Việt Nam 1 đến tham dự. Chúng tôi gặp những anh em truyền thông rất là vui, ví dụ anh Lê Đình Bì của Việt Today, rồi cùng phóng viên, rồi anh Lê Bình, chủ tịch kịp đoàn ký giả người Việt, người Mỹ gốc Việt, Bắc California, và anh em tôi rất là, rất là thú vị. Xin cảm ơn một lần nữa sự mà mời mọc của quý vị. Và vui anh mùi cái dạ cục có cục gặp cục. Anh, anh luật sư Nguyễn Cao Thăng, Đó. À, Rồi dạ, anh luật nhà sư bảo đang... luật sư anh Nguyễn Văn Bình và chị Liễu. À rồi các chị trong uh, uh, trường lấy bằng dược anh Nguyễn Xuân Nam. Dạ. À các các chị lấy bằng dược dễ thương hả? À? Vẫn còn nhớ anh em mình mặc dù trong thời gian vừa qua thì uh, sau cái đại dịch mà Covid-19 thì các anh chị lấy bằng dược thì cũng ít uh, tổ chức người gặp nhau à, thì bây giờ nhìn ừ. nhìn, nhìn qua nhìn lại thì thấy ai cũng rằng bây giờ luống tuổi trên Nguyễn Xuân Nam <laughs> u 80 u 70 trên Nam và khi mà gặp nhau như vậy đó thì người ta đều nhắc đến một nhân vật một tay được phản trắc có tiếng tình phản trắc đang cầm đầu ấn mặt để, để tạo vụ kiện đối với anh em báo chí và cộng, cộng, cộng đồng tôi đã hứa quý vị là trước sau tôi cũng lột mặt nạ cái tên phản cách này ra trước cộng đồng và quý vị chờ xem người đó là ai và bây giờ sau đó thì chúng tôi cũng nhận được cái sự viếng thăm đầy tình nghĩa của anh Hải Huỳnh một người bạn có thể nói là gần trên dưới 40 năm vừa qua một cuộc, thăm đơn giản ngắn ngủi nhưng mà đầy tình cảm cảm ơn Hải Huỳnh Vậy chúng tôi trong tuần tới hại hơn đó nhắc là cái cái thời kỳ mà anh gặp khó khăn nhất á mà anh là một trong những người mà, mà cứu anh qua cái lời mà nội truyền của ba của anh á thì anh vẫn nhớ là mùi rất là trân trọng những người những người như vậy người Việt Nam là biết ơn nhớ ơn và họ biết cách đền ơn anh Việt Nam chứ không phải là gương mặt phản bội như một một một, một ông lãnh tụ của sang của phải không? Ừ. Ừ, ừ, anh nói rất là dễ thương. À, cái điều mà anh nói ra thẳng ở trong lòng anh, anh biết mà anh là cảm ơn người Xuân nam là trong những ngày mà mà anh khổng khó nhất á, mà anh ra tay cứu hại huỳnh như vậy, à, thì dù anh là gì đi nữa thì cái vấn đề mà anh Nhớ ơn đó không bao giờ là phai nhạt trong tâm lòng của anh. cái điều nói lên được điều đó tốt mà trong à, trong lúc này cái mùa lại vũ lan nữa người nam cái điều yeah. đó tôi thấy rất là cảm động anh. Yeah. Yeah, đời mà anh bùi uh -huh. yeah. Không mà, mà ý có những người như vậy anh Khi mà họ mang ơn Họ nhớ ơn thôi cho họ Họ không tìm cách đền ơn Cả nhất cả thứ hai Họ cũng giảm nổi thẳng nỗi thẳng trong lòng họ ra ở à, Tại vì nhiều khi họ nổi thẳng trong lòng ra Họ sợ phải trả ơn được anh Nam à, Nhưng à, khi nãy anh hỏi không, không phải là một lần này đâu phải đấy lần đầu tiên là nhiều lần Anh ngồi nói chuyện tâm sự Thì anh nói điều đó à, Không còn Nguyễn Xuân Nam Thời kỳ đó thì anh gặp gặp khó khăn rất là nhiều Hả? Cái điều đó đâu Mùi đứng ngoài mùi cảm kích điều đó anh yeah. Cái điều mà có những uống nước Nhưng mà, như mà nước gặt mới biết Có Nhớ là chỗ đó đợi. Cái những người mình đội họ lên Họ đứng lên trên đầu mình Họ lấy giày họ đạp đầu mình ừ. Thì chúc quý vị sẽ biết người đó là ai Và cái nhân vật của chúng tôi gọi là Phản chắc đó là ai Chú quý vị sẽ nghe chúng tôi điểm mặt Tôi đã có tính nói thẳng Tôi có tính nói thẳng không siêu không vèo Chỉ có luật pháp chưa cho ông tôi nói thôi Đến xong việc tôi sẽ nói Ai là tên phản trắc của thành phố San Jose hôm nay? Chúng ta nên phản bội, phản trắc. Chúng tôi sẽ kể một chục tội ác của những nhân vật cao Thì quý vị sẽ biết người đó là ai và tính tình như thế nào. tôi không ngại. Thưa quý vị. Nhưng mà... Ở này, hôm nay là cái tiệc của um, gia đình luật, luật sư. Uh, thì chỉ có chị Yến à, chị Hương chị Hương là vợ của anh Kha anh người Sơn Nam chị yeah. Hương trước đây là lấy Lê Vương Duyệt thường hay chị chị làm MC á không uh, yeah. uh, chị dễ thương lắm uh, chị chị chị, chị bận hát uh, rồi wow. à, à, hôm nay lại không có à, không gặp bác sĩ Bình anh nhờ bác sĩ anh... yeah, bác sĩ Bình, À, bác sĩ Bình và chị Hương và và anh á chị chị rất là dễ thương mà chị Hương nó bây giờ hình như là uh, uh, vừa qua thì gặp anh Thăng anh nói là chị Hương nó bây giờ Mắt bị hư một con mắt Có thể là bị hư một mắt anh Xuân Nam. Thời, thời gian qua anh thay đổi nhiều quá anh Nam về sức khỏe anh Nam. Yeah. Uhm, Rồi thì, đó uh, là hôm nay thì nói anh anh bình bác sĩ bình nghe thì nói cho mùa Việt Nam gọi là thăm chị Hương nghe là dấu quả anh em mình gặp nhau. Yeah. Và anh em cũng nhắc đến người bạn tôi giáo sư Nguyễn Cao Cang. Ừ. trọng bệnh, tám mấy tuổi dư về anh em chuẩn bị Nguyễn Luật sư Nguyễn Cao Thăng anh Bùi chúng tôi phó tinh trưởng ông Đào Văn Bình cũng sẽ lái một chuyến xe đến thăm Nguyễn Cao Cao Cang. Thì cái công thức của chúng tôi về Mùi nói chuyện thông thường trước khi vào đề tài chính về đề tài về kinh tế thời sự chính trị nước Mỹ của thế giới chúng tôi công chút xíu cộng đồng Việt Nam để quý vị có thể cập nhật được thêm cộng đồng Việt Nam đang sống như nào, làm việc như nào, để có ai vui, ai buồn chuyện, mà đâm mà, hùng, tế, ai bình ấy đâu. Để chúng ta chia sẻ nhau trong tình thân ái đó. buồn ngắn thôi, 5 phút. Sau 5 phút tôi trở về tin tức, bây giờ tôi trở về tin tức lưu trên mùi. Dạ, trở về tin tức cả những số nào mà thì thưa nam thưa quý vị thì ngày hôm nay có hai bản tin mà để xem thử trong cuộc đua còn hình như là còn 80 ngày nữa thôi quên chúng quên 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 mười tám câu nữa để quên cho mình trước khi mình dạ. đi tiếp và chiều nay chúng tôi như đã hứa với tất cả quý vị 7 giờ rưỡi cô luật sư trẻ rất là dễ thương cô Betty Dương sẽ đến thăm tòa soạn và tôi và anh Bùi sẽ dành cuộc phỏng vấn dành cho cô và chúng tôi sẽ hy vọng rằng cô sẽ chiến thắng trong một cuộc bầu cử sắp tới. Chúng ta có một giám sát viên đầu tiên của người Việt sau 49 năm. Nếu quý vị chưa bầu cử, quý vị muốn bầu cử, quý vị đang băng khoăn chọn ai, thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị nên chọn cô bé Tây Dương, một gương mặt rất là dễ thương trong cộng đồng Việt Nam chúng ta. Từ con người rất là nghèo nghèo tị nàng, đã vươn lên, Cô vẫn mang trong người một dòng máu để giống máu Việt Nam Cộng Hòa. Do vậy chúng tôi muốn trân trọng mời tất cả quý vị dành sự ưu ái tối đa với cô và chúng tôi sẽ có cuộc phỏng vấn cô và sẽ gửi đến cho quý vị trong một chương trình truyền hình vào tối nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và trở lại mùi thưa anh. Xin tội yeah. anh chắc anh. ở ờ, thưa anh thì ngày hôm nay là một có hai cái bản tin. Bản tin thứ nhất là của uh, um, thống đốc New Hampshire uh, thì uh, cựu thống thống đốc New Hampshire đã nhiều lần là cộng năng để ý, lần, uh, cộng khuyên lên tổng thống Donald Trump rồi nhưng cựu tổng thống hình như là ignore là không nghe và vừa rồi xảy ra một cái câu chuyện nữa thì uh, thống đốc New Hampshire tức là ông uh, Sununu thì ông rất là khó chịu. Thì ngày hôm, sáng hôm nay là Chủ nhật uh, lên trên CNN, NBC và uh, ông uh, có th có thể là chỉ trích thẳng luôn ông Donald Trump thì liệu ông có thay đổi hay không. Đó là mà bằng tiếng thứ nhất và bằng tiếng thứ hai á. Uh, thì uh, xin xin nói thế này bây giờ là con đường dẫn đến của hai ứng cử viên tổng thống đó là cựu tổng thống Donald Trump và phó tổng thống là bà Kamala Harris để đạt được cái, con số 270 trăm cử tri đại cử tri đoàn á à, để mà chuyển thẳng vào tòa bạch ốc không phải là đơn giản đâu à, thì khó khăn như thế nào thì chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị thì không, bên cạnh đó thì không biết anh Nam ngày hôm nay anh có theo dõi breaking news gì nữa không anh bổ sung thêm cho anh À, tôi thì cái việc đầu tiên đó là vẫn là cái người theo dõi rất là sát nút từ ngày một là cái việc mà chạy đua của hai người ứng viên tổng thống như thế nào và chúng tôi giống như cái đêm cuộc đua xe ngoan mục trước cái cái cái, cái cái cái, về đích ai sẽ là người chiến thắng một câu chuyện mà các đại quý vị cũng quan tâm chúng ta bên cạnh một số tin tức thời sự mới sẽ cập nhật cùng quý vị cho đàn mùi Dạ thì thưa quý vị thì ngày hôm qua là thứ bảy á thì cầu thủ trong là lần đầu tiên sau hai cái buổi mà họp báo ở Malaga cùng với nhà New Jersey thì ngày hôm qua là lần đầu tiên của cầu thủ thống đi ra ngoài để mà uh, tham vọng chuyện dịch dịch tranh cử thì ngày hôm qua thì người ta cũng uh, cũng không uh, mấy bằng lòng cái lỗi nội truyền của cựu tổng thống Trump thì cựu tổng thống luôn luôn nói gọi là ramble á tức là nói liên thuyên nói lâm tâm nói là thay đổi chủ đề vân vân thì chỉ cần sau một một tiếng đồng hồ cựu tổng đối trong nói thôi thì thì quý vị thấy rằng ngay những người mà gọi là gamma supporter tức là những người mà ủng hộ là thuộc à, 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 dòng dòng dõi maga đó tức là make, make again đó, tức là những thành phần này là ủng hộ cựu tổng thống trong một cách rất là tối đa ngày là dù nói xa nói trái chi bực là biểu đó là không bao giờ là, là, là suy là, trơn á thì ngày hôm qua sau khi mà cựu tổng tổng thống Donald nói lang thang rồi nói thông vào vấn đề thì bắt đầu là có những ghế trống trước đó có những ghế trống rồi từ từ từ, từ có những ghế trống có nghĩa là họ bỏ ra về thưa quý vị thì sáng hôm nay xin em nói thế này về con đường dẫn đến mà cuộc cựu tổng thống Donald Trump Cùng giống như là bà phó tổng thống Kamala để đạt được 270 phiếu đại biểu không phải là một chuyện đơn giản Đó. mặc dù hiện nay thì quý vị thấy là phó tổng thống Kamala đã leo lên vị trí dẫn đầu trong tấm vẽ của đảng dân chủ thì khi mà bà giật đầu trong tấm vẽ đảng dân chủ có nghĩa là là, 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 là dành cái tổng vẽ này của uh, Tổng thống Joe Biden á thì như vậy cái mô hình và cái bản đồ định hình lại uh, để mà ai đi vào, vào Bạch Ốc đã thay đổi một cách đáng kể à, thì khi mà cuộc uh, cạnh tranh dành dưới diễn ra giữa Tổng thống đương nhiệm uh, không được hài lòng dân cho lắm mà cầu dụng được hài lòng là thành phần của đảng Dân Chủ cho lắm do đó ông đã rút lui rồi á với cựu Tổng thống là ông Đoàn Nữ Trung, đã. thì mơ hoạt và đọng ngập của bên CNN á. hiện nay ông ta đã bị kết tội trọng tội đã. và chờ kết án ngày 18 tháng 9 sắp tại đây mà thôi. Đã. Thì à. uh, CNN cũng đã thực hiện phần mới nhất của bản đồ bầu cử. Thưa quý vậy thì mỗi năm như vậy, á, khi mà đến ngày bầu cử á, thì bên CNN cũng như là Fox News vậy. À, thì họ có cái bản, họ vẽ cái bằng đồ xem thử là cuộc chạy đua của hai ứng cử viên họ giành được tiểu uh, bang nào rồi cử tri nào cho là bản đồ để họ theo dõi hàng ngày á thì xin nên đang thực hiện phần mới nhất cái bản đồ bầu cử cho thấy rằng con đường dẫn tới 270 phiếu đại biểu á theo hướng tích cực là nghiêng về phía ai trên ngữ số nam nghiêng về phía bà Kamala Harris và yeah. cho thấy rằng bà có nhiều con đường tiềm năng hơn để đạt được 270 phiếu đại cử tri so với ai là so với tổng thống Joe Biden khi ông ta đang là người mang tiêu chuẩn của đảng thôi à, đó là so sánh với là là Joe Biden chứ không phải là so sánh với ông Donald nghe thì tiệm bằng hiện nay đã khiến tình hình trở lại như những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử của năm 2020 ấy. À, thế bây giờ càng ngày thì cũng giống như là năm 2020 vậy. Thì quý vị thấy năm, năm 2020 khi mà đến những cái ngày cuối cùng rồi thì quý vị thấy rằng là vì vì sao? Vì cựu tổng nói những lời mà không có trung thực và những lời có tính cách đe dọa cho đó, nó bị mất vào chỗ đó đó. đó. Với bảy tiểu bang chiến trường và một khu vực của quốc hội ở đó, đó, đó là Nebraska là cái địa bàn trong tâm của các ứng cử viên À, và chiến dịch của họ dành phân lớn thời gian ở 7 tiểu bang và khu vực ở Nebraska này đó là yếu tố thứ nhất yếu tố thứ hai nữa là sao yếu tố thứ hai là tiền à, thì bây giờ nếu như mà ứng cử viên nào nó thắng thể trong bảy tiểu bang chiến địa này là chiến trường này và khu vực quốc hội ở Nebraska và đồng thời họ có tiền nhiều thì như vậy có thể là họ giành được tòa bạch ốc à, đó là hai yếu tố quan trọng nhất là hiện nay à, bên hai ứng cử viên tổng thống đối trong cũng giống như là bên bà phó tổng thống Kamala đang nỗ lực như vậy làm thế nào kiếm được tiền làm thế nào đi vận động bảy tiểu bang chuyển đổi đó và tiểu bang Nebraska thì uh, theo là yeah, Ed Impact trong 4 tuần lệ cử thì khi mà tổng thống Joe Biden rút lui là cuộc tranh cử tổng thống thì bằng cái bảy tiểu bang đó đã chứng kiến tổng chi tiêu quảng cáo giữa hai bên là cũng tương đương với nhau là mức để là 240 triệu cho mỗi ứng cử viên như vậy bên đảng cộng hòa cũng chi ra tầng này tiền rồi bên phía đảng dân chủ cũng chi ra một số tiền lớn như vậy thưa quý vị thì tiêu bằng bầu cử trước đây của chúng ta đã giúp cho cựu tổng thống donald trump đã có lợi thế rất là rõ ràng để ông ta có thể giành nỗ lực giành được 270 phiếu là cử tri đoàn mà đối thủ của cựu tổng đối trong là ai là Joe Biden thì 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 có thể rằng là là nghiêng về bên phía đảng cộng hòa tức là nghiêng về cựu tổng đối trong đó. thì bây giờ đối thủ của cựu tổng đối trong không phải là ông, ông Joe Biden nữa mà ai đó là bà Kamala Harris thôi lời thế của cựu tổng thống Donald Trump đã tăng biển để khi mà bà Karareth tham gia cuộc đua và thành có một cách nhanh chóng, anh biết là chỉ hai tuần đầu không thôi bà kiếm được rất là nhiều tiền và hai tuần đầu thôi bà đã lối kéo được một số là ai à, thứ nhất là các thành viên đảng dân chủ à, và bà khôi phục được sức mạnh chính trị của mình, à, bây giờ bà trở thành là số 1 à, so với cựu tổng so với tổng thống Joe Biden, rồi được khu vực bầu cử chủ chốt là ba chiếm được tức là cử tri ai cử tri thứ nhất là cử tri da màu đó là cử tri da đen ai nữa đó là cử tri của giới trẻ ai nữa đó là cử tri giới trẻ có học thức tức là ít nhất là có bằng đại học và ai nữa đó là cử tri phụ nữ như vậy ba cái giới cử tri đó đã nghiêng về phía bà Kamala à. thì cái bốn là những cử tri này là bên phía đối cử tổng đối trong bốn là danh giật lại nhưng là bây giờ ba cái, 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 cái cử phiếu cử tri này đã nghiêng về phía bà Kamala. Chúng tôi nhắc lại này là khu vực bầu cử là trụ chốt à, giống như cả các tiểu bang mà có thể là bây giờ đang tranh chấp đó. thì cử tri da màu này, cử tri trẻ có học này và cử tri phụ nữ này bây giờ nghiêng hẳn về phía bên uh, khama rồi, cái điều mà uh, uh, là các thành viên đảng cộng hòa họ cũng tách cử uh, cựu tổng thống trong thế này. Bây giờ đã mất phiếu cử trí phụ nữ rồi. Uh, thế mà trong những cuộc loa mà uh, là cựu tổng thống đó trong vân chế trách phụ nữ, họ nói là crazy, uh, tức là không điên rồi nasty là bận hối hả này kia nọ. Ủa, tại sao vậy? Bây giờ người ta đặt tại sao? Nó bây giờ giới phụ nữ đừng nghĩ về việc và khama mà coi như là bây giờ cựu tổng thống nó vẫn là uh, là, làm việc thì họ là sao không biết không, không biết anh nam suy nghĩ như thế nào anh nam à. rồi để một tuổi một tiệp đã anh ngày nghe. Yeah. để bất chấp sự thay đổi là cái, cái trở này à, cái trở bây giờ camera có hỗ trợ rồi điều quan trọng lưu ý là cuộc đua này đã quay trở là một cách chạy đua có sai số chẳng vậy không mà người dẫn đầu hiện nay rõ ràng là ai rõ ràng là là, là bà Kamala Harris à. và cả ông Trump và cả bà Harris đều có những con đường có khả thi để đạt được 270 phiếu đại cử tri đoàn. Ở chính phải bây giờ là bây, bây giờ là bà Harris là người dẫn đầu thì rõ ràng như vậy bây giờ cả cuộc thăm dò vừa qua thì quý vị thấy rằng những bán chiến địa là chiến trường á, thì bà Kamala có thể là dẫn đầu như vậy. Nhưng tuy nhiên là của, thì cũng, cũng, chưa hẳn rằng là cái cộng sự sáng rồi nữa là, là chưa hẳn là bà Kamala dẫn đầu đâu. Bà Kamala sẵn hôm nay bà vẫn tuyên bộ là chúng tôi vẫn ơn đền đâu, chúng tôi là vẫn còn yếu như thường. Và chúng tôi phải, phải tìm cách tiến lên nữa. Thì trong trường văn bầu cử mới này thì chúng ta chúng ta thấy là bốn tiểu bang ở vì thế mà à, nghiêng về đảng cộng hòa. Okay. Trước đây và nhân vật kể cái, cái đi. tiểu bang này trong dạ. cái tình trạng mà chiến trường bất ổn á, thì gồm là chiến trường nào là chiến trường của tiểu bang Michigan, chiến trường của tiểu bang nào ở Georgia, chiến trường uh, nào ở Nevada mà chiến trường North Carolina. Đó. À. Thì bốn cái chiến trường này đã có cái tổng số là 53 phiếu đại cử tri đoàn. À. Mà bây giờ bốn cái tiểu ban chiến trường này có tổng cộng là 53 phiếu đại cử tri đoàn này. Bây giờ họ chuyển từ trước đây họ nghiêng về phía cựu tổng thống trong. Bây giờ chuyển sang họ không ủng hộ ông ta à cái bài báo này bị biết nó như vậy là quý vị anh chị số nào không có có nghĩa là họ không nói là không ủng hộ là họ trước đây họ nghiêng về ông trump sang không ủng hộ ông ta ở trừ không nói rằng là họ ủng hộ bà kamala harris đó là hai khá là khác biệt nhau nha à, thì trong bộ tiểu bang michigan, georgia, nevada và north carolina vẫn được biết quý vị ở georgia thì thăm dò cách đây khoảng hai ngày á thì hai bên kéo có lẫn nhau đó. À thích qua tức là kéo có có nghĩa là à, bên bước phân thẳng bại thì sáng hôm nay không biết như thế nào thôi còn ở Nevada thì thủ tổng đối trong thẳng một điểm còn ở Michigan và North Carolina thì bà Kamala đã giật đầu rồi thì bốn tiểu bang này ấy, tổng cộng khoảng năm năm phiếu đại cử tri rồi cựu tổng thống đối Trump hiện có là 40 tiểu bang và một khu vực quốc hội đó là ở Maine à, là đứng vững uh, trong phe của ông ta rồi à, họ đứng vững hoặc nghiêng về phía ông ta mà thôi thưa quý thấy có thể có thể thay đổi không biết nữa với tổng số là 219 phiếu đại cử tri đoàn thì 219 phiếu là cựu tổ nắm chắc đến xuống nào à, thì bây giờ ông ta thiếu bao nhiêu nữa thì so với 270 phiếu đại cử tri đoàn thì thì cựu tổ thống thiếu để 51 phiếu nữa mà nếu như 51 phiếu này á, nếu như mà cựu tổng đối trong chiến thắng 4 tiểu bang này thông thời, Michigan, Georgia, Nevada và North Carolina là 53 phiếu, thì như vậy là cựu tổng đối trong thừa đi 2 phiếu. Tức là ông sẽ vào tổng đối rất là dễ dàng thôi. Ờ, nhưng 4 tiểu bang này, tức là cựu tổng đối đã mất 2 tiểu bang rồi. Và thắng tiểu bang Nevada. Và ở Georgia thì có như là về thôi. Rất là cân bằng thôi. Như vậy hiện tại trong tay của cựu tổng Donald trong là có 219 phiếu rồi. Còn thiểu 51 phiếu nữa. Đó. Rồi à, bên phía còn phiếu bà à, camera hỏi cho thế nào? Thì bà camera hỏi có 19 triệu bang cộng với cái quần là Colombia. À, thì là 19 triệu bang cộng với Colombia là hoàn toàn ủng hộ hoặc là nghiêng về phía bà. Và nâng cái tổng số phiếu đại cử tri đoàn của bà lên để là 225 phiếu. À, làm cho nào? 225 phiếu so với tổng số trong 219 phiếu. Như vậy thì nếu chứ cầm chắc á, thì bà Kamara là đã có cầm chắc trong tay là 6 phiếu đại cử tri đoàn rồi. À, tuy nhiên cựu tổng thống Trump là có 24 triệu bang so với bà Kamara chỉ có 19 triệu bang ủng hộ bà mà thôi. À, thì 19 triệu bang nó chắc chắn là thuộc về đảng, là đảng dân chủ rồi còn 24 tiểu bang thuộc đảng cộng hòa rồi ví chỉ như tiểu bang Texas nó là nhuộm đỏ thì làm sao mà bà Kamala là thắng được hoặc là tiểu bang Cali chẳng hạn là dân chủ thì không có cái cỡ nào mà giành được hết trơn á thì bên quanh đó bên cựu tổng cựu tổng thống Donald Trump á, thì có khu vực Maine thì bên bà Kamala thì có là Colombia thì hiện nay là ông Trung có 29, 219 phiếu, cần 51 phiếu nữa. Thì bà Camry thì có 205, 225 phiếu, cần thêm 45 phiếu nữa. À, thì như vậy là bà Phó Tổng thống, bà cần ít hơn 45, bên cựu Tổng thống đó trong cần 51 phiếu. À, thì hiện tại á, là theo anh xin anh đánh giá 7 triệu bang và khu vực uh, Nebraska là tổng cộng 7 triệu bang này và, uh, là Nebraska với tổng số 94 phiếu đại cử đoàn uh, thì có có thể là thay đổi uh, trong những cái cuối tuần của mùa hè này uh, thì uh, uh, xin nên đưa tham quan điểm như thế này uh, việc bỏ phiếu công khai và riêng tư và đồng thời họ trao truyền vai các cổ vận chuyển dịch tranh cử của hai bên của 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 cử tổng trong cộng dụng như là bà Kamala Harris đồng thời các nhau hoạt động chính trị của đảng cộng hòa cùng như với đảng dân chủ rồi trong đó có những thành viên của quốc hội và các chuyên gia chính trị có liên quan đến các nhóm sẵn sàng ủng hộ tất cả họ tham gia là cuộc đua của hai uh, uh, ứng cử viên đó. thì họ cho biết rằng là là cái khuynh hướng ra là cựu tổng, tổng thống Trump và bà phó tổng thống Kamala để đạt đến 270 phiếu là một một sự hội tranh khó khăn chứ không phải lực lượng đơn giản. Thì khi một số tiểu bang gọi là vành đai mặt trời đó ở trong đó là có những tiểu bang Arizona, Nevada, Georgia và North Carolina đã trở nên cạnh tranh rất là nhiều, rất là cam go với là bà Kamala trong cuộc đua này thì có lẽ vận động rằng thì con đường trực tiếp là của bà Kamala để đạt 270 phiếu đại cử tri ấy, sẽ là giữ là ba ba cái vị trí tức là là cả các tiểu bang là chiến địa và tiểu bang này được gọi là bức tường xanh đó, để đạt được 270 phiếu à, thì dường như là cả tiểu bang Pennsylvania rồi Michigan và Wisconsin và khu vực quốc hội ở khu vực là Omaha ở Nebraska, đó là bốn khu vực đó. Mấy bây giờ là khu vực là Pennsylvania thì ngày hôm qua thì cử tổ Donald trump để trở lại Pennsylvania để mà uh, chiến dịch uh, tranh cử thì quý vị thấy rằng là ghế trống còn rất là nhiều và sau một giờ người ta bỏ về thì điều này cho, cho thấy rằng thì người ta đã không bằng lòng là khi mà cựu tổng thủ Donald Trump không đề cập vấn đề chính sách quan điểm rồi đổi nội đổi ngoài của mình mà chuyển sang qua tấn công ông Joe Biden chứ không phải bà Kamala Harris nữa sau Joe Biden ta tấn công bà Kamala Harris thì người ta bỏ về đó là ở tiểu bang Pennsylvania mà tiểu bang Pennsylvania phía nhà ta đã có 19 đại cử tri rồi rồi Michigan với Wisconsin Michigan với Wisconsin đã đặt ngã về là phía bà Kamala Harris rồi à, thì uh, tự nhiên năm 2020 chẳng hạn thì Georgia và Pennsylvania là hai tiểu bang mà ông đã giành được vào năm 2016, thì đã, đã là Georgia đã chuyển qua Joe Biden rồi. Không biết anh Nam và quý vị còn nhớ ở tiểu bang Georgia từ cựu tổng thống Trump đã gọi điện thoại trực tiếp với ông giám đốc uh, hành chính và điều hành về uh, bầu cử uh, là làm thế nào là uh, kiếm cho ông Hưng cho bài được một phiếu để đảo ngược lại kết quả bây giờ hiện nay đang bị điều tra ở trục ra quý vị à, thì trước đây năm 2016 há tiểu bang này lắm để chiến thắng à, thì bây giờ năm 2014 bây giờ ông đã là, là, là có sự nó, nó bất bình về ông ta rồi đó thì hiện nay thì quý vị bây giờ để để xem thì bên phía đảng cộng hòa họ vẫn chắc với cái tổng số phiếu bao nhiêu thì mặc dù là xin nên là, là, là thống kê từ cựu tổng đối trong khỏi hiện nay là 219 phiếu đó à, đại cử đoàn á rồi mà cầm chắc chắn á là bao nhiêu cầm chắc chắn á là tổng số phiếu đại cử đoàn bây giờ bên phía đảng cộng hòa tức là cựu tổng thống trong là cầm chắc trong tay là 188 phiếu rồi đó, đó ở trong đó là có alabama này là 9 phiếu này, Alaska 3 phiếu nè, Arkansas 6 phiếu nè, Idaho 4 phiếu, Indiana 11 phiếu, Iowa 6 phiếu, Kansas 6 phiếu, Kentucky 8 phiếu, Louisiana 8 phiếu, Mississippi 6 phiếu, Missouri 10 phiếu, Montana 4 phiếu, Nebraska 4 phiếu, là Bắc Dakota 3 phiếu, Ohio 17 phiếu. Ohio mà cao ghen gì không nào? Ohio 17 phiếu luôn ạ. <laughs> Oklahoma 7 phiếu, uh, Nam Carolina 9 phiếu, uh, Nam Dakota 3 phiếu, Tennessee 11 phiếu cũng cao. Uh, Texas uh, là 40 phiếu, uh, Utah 6 phiếu, uh, miền Tây Virginia 4 phiếu, Wyoming 3 phiếu mà thôi. Uh, tức là uh, là công chắc. là 188 phiếu rồi, nghĩa là không có thay đổi nào hết. Đó. Uh, rồi bây giờ tổng số 31 phiếu, thêm 31 phiếu nếu liên nghiêng về là Đảng Cộng Hòa, trong đó là Florida là 30. Rồi cái cuồng là gần quốc hội của thuộc Maine là một phiếu là 31 phiếu. Đó, thì đồng ý đó, tổng thống là 2, 219 phiếu là bây giờ là có sẵn cho ông Donald Trump rồi đó. Florida có thể là thuộc về ông Donald Trump rồi. Đó. Rồi, bên cạnh đó là bây giờ phải giành giật cái bảy triệu bang. Đó à, chiến địa tức là bảy thứ bang đó là gồm có 94 phiếu bây giờ hai bên giành giật nhau đó thì gồm có gì Arizona là 11 phiếu này Georgia là 16 phiếu này Michigan 15 phiếu này là Nebraska là một phiếu thôi Nevada là 6 phiếu à, North Carolina là 16 phiếu North Carolina 16 phiếu và đặc nhiên về phía bên uh, Camaro rồi này rồi Pennsylvania 19 phiếu cũng nghiêng về bên phía có thể nghiêng về phía bên bà bà Harris là Wing xin 10 phiếu cũng vậy cũng nghiêng về bên phía Camara tất tất tổng cộng là chỉ 4 phiếu đó bây giờ dành, dành, dành trực lẫn nhau à. rồi bây giờ về đảng dân chủ thì họ cần là 50 phiếu đại cử tri ở trong 7 tiểu bang này thôi thì như bây giờ tặng được Pennsylvania là 19, nó khá là 16 vân vân làm thế nào để là thiếu 50 phiếu nữa rồi đó bây giờ tổng cộng là là những tiểu bang nghiêng về phía đảng dân chủ này. Ở trong đó Colorado là 10 phiếu, Minnesota là 10 phiếu, New Hampshire là 4 phiếu. New Hampshire là quý vị biết là là thống đốc hiện nay thống đốc là dân chủ là ông Sununu đó, ông chỉ trích mạnh mẽ. Ông uh, uh Donald uh, chỉ trích Đi, mạnh mẽ. Uh, cộng, cộng hòa, xin lỗi, New Hampshire là chỉ trích mạnh mẽ ông Donald Trump đó, là ông uh, New Hampshire ông xuống nó sờ mất chất mất chất ông đó nó mất chất lắm chứ phải không? À, bây giờ cả nhà là nó nghiêng về phía dân chủ rồi. Rồi New Mexico cũng nắm phiếu đã nghiêng về phía là dân chủ rồi. Oregon 8 phiếu cũng nghiêng về phía dân chủ. Virginia 13 phiếu cũng nghiêng về phía dân chủ đang như à, thế nào. thì anh thấy được là là, là 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 có một cái số vấn đề bà Kamaric là vững chắc đó. Rồi bây giờ con số vững chắc của bà Camaris là bao nhiêu? Là chỉ có là 175 là là so với tổng thống donate ở tổng tổng donate trong là 188. À bên là cầm chắc của à, bên phía dân chủ á, tờ bà Kamaric là 175, bên 188. Thì như vậy á tức là bên phía cửu tổng số trúng nắm chắc hơn bà Cameron là 851 853 phiếu. Đúng không? Thì dưới bây giờ tiểu bang nào mà biết phía bà Cameron là nắm chắc thì trong đó tiểu bang Kali là đến 54 54 là cử tri đại biểu Connecticut 7, Delaware 3, um, Washington DC 3, Wyoming 4, Illinois 19, Maine 3. Maryland 10, Massachusetts 11, New Jersey 14, New York 28. Oh, uh, New, New, York là, là dân chủ mà chỉ có 28 thôi anh Nguyễn Xuân Nam Island 4, Vermont 3, Washington, Washington 12. Đó. Như vậy bên Bắc là nắm vững là con số 175 mà thôi. Bên cạnh đó là là cựu tổng thống trong là nắm vững 180 188 mấy đó. đó. Thứ quý vị, đó là những con số mà xin sẵn hôm nay cho chúng ta biết như vậy. Do đó thì con đường mà chạy đến để đạt đến 270 phiếu á thì bên phía bà camera chỉ cần 45 phiếu nữa. À, 45 phiếu của đại đoàn nữa. Thì ngược lại bên cựu tổng thống trong á thì cần đến 51 phiếu nữa thưa quý vị mà nếu như theo cái phân tích của CNN sáng hôm nay á thì một số tiểu bán chuyển địa trong trong sổ là 7 tiểu bang đó thì ít nhất một số đặc nghiêng về phía bà Kamala hay rồi anh Nguyễn Xuân Nam thì tuy nhiên bà Kamala thì sáng hôm nay bà cũng tuyên bố rằng là chúng tôi ở nền đó chúng tôi vẫn còn yếu là cũng cũng đang nỗ lực thêm theo anh Xuân Nam việc cái bài phân tích đó thì anh Nguyễn Xuân Nam có nhận định như thế nào thưa anh? Thực sự ra tôi đưa cái tin này để bổ sung tin nó nặng lắm đó là tiên của các hãng thăm dò anh Mùi uh -huh. nhưng mà cái tiên thăm dò dư luận các hãng lớn trong nước và ngoại quốc đều thăm dò dư luận được coi thử là người Mỹ Thật sự đang bầu cho ai đang ngồi cho ai đang ngồi đảng nào tất nhiên có nhiều sai số một vài phần trăm nhưng mà họ chụp tương đối khá chính xác cái suy nghĩ người Mỹ đó là tâm lý chung như vậy nhưng mà sáng nay á, các bài phỏng vấn tôi đọc hôm chút hơi giật mình. Tôi phỏng vấn của đài CNN với một nhân vật là J.D. Vance. I Anh mean, biết J.D. Vance là thượng nghị sĩ từ bang Ohio, là ứng viên tổng thống, ứng viên phó tổng thống trong Donald Trump đúng không? Đúng. Ừ. phỏng vấn xin tổ và xin phỏng vấn đài Fox News ngày sáng nay Chủ nhật. Thì họ nói cái gì? ở đó tin tức rất đáng sợ này. Ông Ven cho rằng đó là scam. Rồi họ phủ nhận, ông phủ nhận tất cả cái con số liệu đó. Ông Trump thua bà Harris hơn này nọ là số liệu giả. Cái cuộc phỏng vấn này do Shannon Brim phỏng vấn. Và trong truyền Fox News Sunday, họ cho rằng ông ông ven cho rằng cái việc mà các cuộc thăm dò dư luận mà anh bùi vừa nói đó được dùng như một cái khí cụ một âm mưu để làm nản trí cho người cộng hòa để người cộng hòa thấy rằng mình thua rồi đi bầu cũng thua biết không không đi bầu nữa thì thì gì? bà bà Kamala Harris mới thắng được à, ông thưa à, họ cho rằng cái những cái cuộc mà Ừ, kết quả thăm dò mà Bùi nói nãy giờ đó, đó là một sự tạo dựng theo ông ông Ven từ tạo dựng nguy tạo để làm nản lòng người cộng hòa không đi bầu nữa và khi người cộng hòa không đi bầu nữa, bị, bị, bị bầu cũng thua, đi bầu chơi ở nhà chơi sướng hơn. Ừ. thì như vậy và Kamala Harris sẽ thắng. Anh Bùi nghĩ gì khi ông ông Ven trả lời như vậy? Thì đứng như đó anh người phương Nam ta bây giờ đã thấy rằng cuộc thăm dò vừa rồi á thì nó uh, uh nồng về bên phía bà uh, camera rất, là nhiều uh, thì nhớ là ba, ba lấy làm được là phụ nữ này ba lấy làm được giới trẻ này uh, rồi ba lấy làm được uh, cái khối cử tri da đen này ở uh, uh, thì nhưng mà những cái khuôn động cho đó là làm cho uh, cựu tổng thống trong rất là bực bội À, cứ bực bội như thế nào bực bội đó cựu tổng đó không có thể chứng minh được một điều gì hết trơn đó đội cựu tổng cựu tổng trong đàn nói thế này tức là những cái nhóm đông đó những người tập hợp đó là do bên phía đảng dân chủ cộng giống như là là cả cái dịch tránh cử của bà khám là dùng AI tức là trí thông minh nhân tạo tạo ra mà thôi thật sự nó không còn có có à, anh thấy như vậy là là cựu tổng trong đã bìa ra dừng câu chuyện nói đó không có thật như vậy là đã khủng hoảng trong vấn đề đó rồi thì Được. nếu như rồi cũng dễ đi bên thì ông nói như vậy là đúng đối chứ nữa Thế... ông ông anh vừa nghe thêm đoạn Anh nên muội sẽ bình luận tiếp nha ừ. một cách nhất quán trước sau như vậy consistently thì cái điều đó đã xuất hiện năm 2016 đã xuất hiện 2020 đó là xuất hiện là cái gì là truyền thông đã dùng những cái phát phát với những cuộc thăm dò giả, những thao nhăm ngụy tạo để kéo xuống sự ủng hộ của khán giả cộng hòa. Wow, họ nói như vậy. Anh nghĩ chuyện không bị làm như vậy không? <laughs> ok thì bây giờ anh thì nghĩ nào? Bây giờ có nhiều cuộc thăm dò không phải là cuộc thăm dò của bên phía đảng dân chủ hoặc là cái công ty tư nhân. À, hoặc là các cái công ty mà có huy tín từ mấy trăm năm rồi chứ không phải là một vài trăm, là một vài chục năm thôi rồi ngay cả những người mà thăm dò nó nghiêng về phía đảng cộng hòa à, ừ. ông ông chi là ông, Frank anh anh, còn nhớ không đó ông là một trong anh, mấy... Frank, à, Frank ừ. à, đó ông là người trong đảng cộng hòa ông là người cực hữu mà ông phải lên tiếng cầm dưỡng như Fox như vậy, nghiêng về phía Đảng Cộng hòa. À, thế thì bây giờ thì những cuộc thăm dò đó sai hay sao? Và những người đó lên tiếng như vậy là sai hay sao hay sao? À, chưa kể những cái cuộc thăm dò mà cựu tổng ở trong là nói rằng là chứ đó. Uh, uh, con số này có như là không không, không có đúng. Rồi gian dội này cái nọ. À, chả trả lại bây giờ bên Fox News bây giờ họ bây giờ họ, họ, họ đưa ra cái tỷ lệ bây giờ hiền nay á là cựu tổng thống trong chỉ dẫn đầu 1% trên toàn quốc mà thôi. Như vậy cái tỷ lệ này rất là thấp à, là so với cái tỷ lệ trước đây khi mà đối thủ của cựu tổng thống Trump đó là ông Joe Biden. Ở à, tiếng nhìn nếu chứ Fox đưa ra như vậy thì bây giờ là, bây giờ dạo dỗ hay sao? À, mà chưa kể sai số. Nếu sai số cầm trừ ba nữa à, thì như vậy chẳng tỏ ra bà camera đã dẫn đầu chứ không phải ông Trong dẫn đầu. Yếu tố nhất, yếu tố thứ hai nữa ông The Frank uh, Lunch ông nói ông là một trong những người theo dõi những người đảng cộng hòa ông đã theo dõi và ông đã đưa ra những con số thăm dò này đó. ông bảo đồng cho ông cho cựu tổng thống trong công giống như bảo đồng cho ông jay Vance hãy quay cẩn thận và hãy tập trung nội chính sách của mình đừng nên tấn công về cả nhân nữa sẽ thua thì bây giờ những cái đó bây giờ ông JD Vance cho ra giả sao anh nghĩ sao yeah. Cứ vui lắm. Ông ừ. Ven nói tiếp câu này vui nè. Vui, vui nghe nha. We are, we are going to win this race. Chúng tôi sẽ sắp sửa chiến thắng cuộc chạy đua này. Chúng ta sẽ chỉ cần chạy qua cái đằng răng đánh... đằng mức cuối cùng, đằng mức đích đó, về đích đó, để chúng chiến thắng. Như vậy ông, anh nghĩ rằng có cái gì đó nó nó tôi cho nó bất bình thường anh muốn nghĩ sao Đúng. thì thì anh khi khi mà mình cảm thấy mình yếu rồi tức là mình 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 gọi mình... gọi là coi như là, là, là đỡ đòn hay là mình 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 nói để cho chứ đó à, à, để lấy lòng cử tri thôi có như là bị gọi là, là mì dân á thưa anh à, thì Ờ à, thì cũng còn khá cái cầu thủ đó trong mà. khi mà mình chuyển thẳng á thì bây giờ anh anh, anh, thấy sơ qua thì này năm 2016 á thì mỗi lần cầu thủ đó trong đi rally như vậy thì anh thấy rằng là cả hàng chục ngàn người đi tham tham dự vậy thì anh thấy những cái cái, cái 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 cái, ông cảnh truyền hình á thì ông Trung thường hay là biểu các ông truyền hình cũng như là phóng viên này kia nào là quay những cái đám đông đó chứ đừng quay ông À, thì anh, anh, thấy là coi như là năm 2016 lúc quấy những cái đám đông đó sâu cho tất cả mọi người thấy là một sức mạnh của cộng chúng như vậy. Năm 2020 thì có có những cái vơi dần đi. À, năm 2020 thì cựu tổng thống đã từng chỉ trích cho Biden oh, nốt hầm á để mà tránh cử mà thôi không giảm lọ mặt ra ngoài để kiểu như vậy. Tôi này tôi tôi nghiêng nha hi, hiên ngang này người dân ủng hộ tôi này. Thì những ông cảnh đó quấy những đám đông đó mà thì bây giờ anh tự nghĩ rằng là bây giờ các ông cảnh đó, ông Donald Trump có khuyên lần và khuyến khích là, đồng, là, là, là cổ đồng cái ông cảnh để quay những cái đám đông đó. Không có. Bây giờ anh thấy quá những cuộc rõ lý của cựu tổng trong bây giờ là quay, là quay chỉ có cựu tổng trong đang nói nội chuyện thôi. À, còn những cái ghế trống thì nó vơi dần đến những tháng Nam. À, thì ở đây thì mình không nói rằng là cái vấn đề mà là à, à, mình ủng hộ hay là bên bà Kamala hay là ủng hộ hay là, hay là tấn công ông Joe ở tấn công uh, Donald Trump không phải như vậy thì đây là những gì mà các cái đài truyền hình cùng với các báo chí là những người ta bảo mà có tên tuổi và có cái cái reputation có họ uy tín cả hàng trăm năm rồi năm giờ đầu họ không đưa vấn đề sai được à, thì như vậy thì uh, lý danh phó tổng thống ông giấy đi phép ông ta nói như vậy tức là, là cộng đồng là Đúng. những người mà thành viên đạo hòa đặc biệt là thành phố ma ra hay bung dậy đi bỏ phiếu thì cựu tổng thống trong cục đã là là cái tầng nói thế này oh, bên phía đảng dân chủ nào là bây giờ là họ họ khuyến khích họ đưa ra chính sách đi bỏ phiếu qua thư này rồi đặt những thông phiếu gần nhất này rồi là tạo điều kiện à. cho mọi người đi bộ phiếu này dân cử tổ trống đó anh thấy năm 2020 nghìn cũng có rồi nói là à, những cái thông phiếu đó là không cần phải đặt ở ngoài đường những thông phiếu xanh đó phải đặt một cái địa điểm nào đó để người ta đi bỏ phiếu rồi hàng chế giờ à, rồi bỏ phiếu có thứ là gián lần này cái nó đánh cấp gián lần do Giá đó những cái đó là hạn chế rồi à, thì bây giờ ông chơi đi ven bây giờ lập lại như vậy à, thì vô tình coi à, như là gây ông, gây ông đập lên ông mới sao lần trước đây cử tổ tổng trong nói như vậy rồi bây giờ ông chơi đi ven nói đấy bây giờ à, à, đảng dân chủ nói như vậy để, để cho à, những người đi bỏ phiếu thôi bây giờ họ biết thua như vậy họ nằm ở nhà à, thì nếu như mà theo đúng như vậy thì như vậy ông trống cự thẳng nó trống thẳng chứ những người nằm ở nhà thì những người mà là bỏ phiếu trong trong họ ô ác ra bỏ phiếu như vậy là ông thẳng đấy à, thì, thì thì điều đó là tại sao ông chơi đi ven bây giờ ông chỉ trích cái đó ở thì, tôi nghĩ rằng là cái đó là không biết ông phải dễ chỉ trách như thế nào lẽ ra những cử tri mà nằm ở nhà thì ông nên mừng nữa nếu chỉ cử tri nằm ở nhà thì cử tri của cựu thủ trong ô ác là bỏ phiếu thì chắc chắn ông đô nữa trong thắng thì tại sao ông sẽ đi chỉ trách anh nghĩ sao anh nào Ừ. Uhm. Tôi có một chuyện liên quan đến nơi này anh Mùi Anh nghe chuyện ông C.D. Vance nói trên đài Fox đúng không? Ừ. Uhm bây giờ anh muốn thêm một cái người nhân vật nữa là anh có biết cái ông nhân vật là Lindsay Graham không? À, Lisa Graham, yeah. Dạ. là, là, là thường nghị sĩ của um, anh là, North uh, 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 Carolina về Nam hả? Dạ. dạ, ông là ông là thượng nghị sĩ của tiểu bang North Carolina. Được. Ông, ông là Ông là bác sĩ cây một hình bực trên Trung trong số 1, đúng không? à, Ông là bác sĩ anh. Thì ông đi Graham, người ta chú ý ông nói cái gì ngày hôm nay. Thì ông, ông Vance ứng ừ, viên phó tổng thống đó, thượng sĩ ứng ừ, viên phó tổng thống thì nói trên đài Fox còn ông Lindsey Graham thượng sĩ Lindsey Graham nói trên đài NBC trong cái mục Meet the Press là gặp người báo chí thì ông thượng nghị sĩ là Lindsey Graham của North, của South Carolina thượng nghị sĩ liên bang nguồn gốc từ tiểu bang là South Carolina nói như thế này ông nói giống như bà 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 Keri Conway qua mình nói đến mùi, uh -huh. bà nói Trum á cái thất bại của Trum là cái miệng của Trum nói nói không nên chỉ trích không nên đánh một cá nhân của bà cam Harris, I mean, nó phản ứng ngược, không nên phản ứng không nên tấn công vào cá nhân, bởi vì nó là nguy hiểm là nó phản ứng ngược và bà ông sẽ thất cử năm 2004 nếu ta muốn tiếp tục với những trò mà những chiến dịch mà mạ lị đăng mạ cá nhân của bà Cam Harris thì anh thấy như vậy đó. ông ngoài ông Sununu là thống đốc mà anh vừa nói Tổng cộng hòa và nhiều nhân vật khác cố vấn của ông ta là bà bà bà, bà con đúng không rồi tới rồi bà um, ứng cử viên Nikki Haley rồi ai nữa tất cả Đúng những người cố vấn Kudo, đã, đó là, là cựu bộ trưởng bộ thương mại. tất cả cố vấn người bạn bè cao cấp thấp cấp gì bây giờ người ủng hộ ông ta là cuồng nhiệt nhất là ông Lee St. Graham thì cứ nói ông Trump làm như vậy là ông Trump đi thua là cứ ra tấn công bà bà Kavala thấy, thấy nhân nào là đó là người Ấn Độ hay là người người uh, người Châu Phi, phải uh, xấu hơn tôi, tôi bạch trai hơn tôi, tôi bông trai hơn, <laughs> rồi đó đã sự ngu dốt hơn, hơn, trí thông minh tồi tệ, đủ ừ. thứ còn đám đông thì do đám đông chơi chơi ừ. cái bàn AI là trí thông minh nhân tạo, trí học luật học luật thi luật rớt, <laughs> học luật thi luật rớt, rồi cặp bồ lăng nhăng với ông thị uh, trưởng cô ông Brown ông nói bà cái nó lao cái gì, cái đó ảnh hưởng gì tới cái vấn đề về mà làm tổng thống mỹ <laughs> bộ ông sạch hơn à <laughs> nếu mà nói chuyện mà chuyện mình đời tư cá nhân thì ông trung sạch hơn bà Canada Harris không? <laughs> anh biết không <laughs> cái, cái đó, cho, 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 tất cả người xung quanh ông phản đối đó. nhưng chỉ có ông ven trung thành thôi cho rằng là cái 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 polin đập phép giả anh Mùi biết không bộ nguyên thật là chúng tôi thắng giống như phát thật chúng tôi thắng một phần năm rồi chúng tôi sẽ thắng cuộc bầu cử này nói chung á là cái điều nữa quan trọng hơn nữa là phía ông trump không có người ủng hộ anh mùi biết không không có người ủng hộ là ông nào cái không có những người ủng hộ trong khi chúng ta thấy bên dân chủ một ekip ra quân bà michelle obama ông ông obama đủ thứ người ra quân còn bên trung rất là đơn độc có không có không một vài bây giờ mình đặt câu hỏi thế này tại sao bây giờ cả mà cựu tổng thống của đảng cộng hòa ở à đây bây giờ còn một số cựu tổng thống đang còn sống đó, đó tại sao có chứ không ủng hộ cựu tổng thống trong ở trong nhiệm kỳ 2016 còn nhiệm kỳ 2020 đó, mùa bầu cử năm 2020 là tuyệt đối thì không thể có một cựu tổng thống đảng cộng hòa nào là ủng hộ hay là 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 gần gũi uhm. với ông Donald Donald Trump anh nam Nó thấy và thấy điều đó tôi cho ông ông cũng lệ loi vậy, không? vậy ông như vậy xung quanh trong về đêm muốn ngủ mới thấy là mình cô độc cô đơn ờ, cô đơn anh <laughs> biết như vậy bạn. gần đây một vài vừa một, một hai tuần vừa qua thấy cô con gái Ivanka Trump cũng xuất hiện nói tốt về gia bố mình và hai năm nay ba năm nay bốn năm nay trốn chạy được mục tiêu và tuyên bố không dính chính trị không dính tới chính trị nữa rồi giờ nhìn thấy ba mình có chút cơ hội thắng cử thì nhảy ra bỡ đỡ bơm này ở tìm chức nào đó Tổng tẩm gớm anh biết không tẩm gớm Không, thì người ta cũng còn có, đề cập đến Cầu tổng trong, trong nhiệm kỳ 2016 này của Xuân Nam. Thì có thể đâu nào, nào có như trở thành, có như gia đình trị. Ngay cả cựu tổng thống cũng nói rồi, chỉ có giờ thiệu con cái mình này. ở à, đây là vị tổng thống nữ đầu tiên về tương lai này. Đó. Và sau khi mà cựu tổng trong vào tòa bạch ốc rồi tôi quý vị thấy rằng là con gái đó, cũng dâu, à, cũng như rễ, cũng như dâu à, nằm trong gọi là cổ vẫn cao cấp thầm đó. đó. Thậm chí rằng là, con rể đó, là, Jay Kushner đó mà tôi quý vị những cái tài liệu mực và mực và những cái tài liệu mà rất là là, là là, nhạy cảm đó. đó, đó cần phải qua một cái 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 test về an ninh đó là là, là không cho là Jay Z nó được mặc dù là cổ vẫn cáo cấp cuộc trốn là không cho tiếp cận đó. rồi mà ông làm vẫn tiếp cận đó. rồi bây giờ người ta còn, vẫn đang còn là đeo đuổi không biết rằng cái cái món quà cái đầu tư mà 2 tỷ ở Apple đi vào trong những ngày cuối cùng đó. rồi bây giờ anh bây giờ anh nghe thêm này à, mặc dù trong những ngày ngày qua là thống đốc là của New Hampshire là ông Chris Sununu ông đã lên tiếng rằng là khuyên lơn hoặc là đề nghị cựu tổng thống này kia nào nhưng là vừa rồi thì cựu tổng thống cho biết rằng là thế này cái huân chương tự do của tổng thống á, là cho là giải thưởng là cao quý nhất và tốt đẹp hơn là so với huân chương danh dự của bộ quốc phòng là so với huân chương của quốc hội là có bao huân chương tất cả rồi huân chương của tổng thống huân chương danh dự của bộ quốc phòng và huân chương của quốc hội à, thì khi mà ông là thống đốc của New Hampshire Chris Sununu thì nghe ông nói thì ông rất là bực mình lắm à, thì trước đây thì tổng thống Donald Trump từng công cả nhân này kia nọ thì ông lên tiếng là tại sao khi này anh em chúng tôi nói đó tại sao không tập trung vào chính sách này kinh tế biên giới rồi làm phá vân vân nó công an việc làm à, mà tại sao lại tận công cả nhân thì ông đã nói rất là nhiều rồi. thì vừa rồi thì tổng thống cho biết là huân chương tự do của tổng thống á là trao á là quý việc còn nhớ là huân chương này năm 2018 ông trao cho một người phụ nữ. À. thì ông nói rằng chỉ đạo huân chương là là cáo quỷ nhất thôi. À. thì khi ông là cristiano nghe như vậy thì ông rất là bực mình. thì ngày hôm nay chủ nhật, à. thì ông còn nói chuyện thì ông nói thế này những lời những lời nói chuyện là những lời bình luận của ông Donald Trump ông chỉ trích rất rõ ràng thôi thì đó là ông, ông cho thế này cựu tổng thống trung về việc huân chương tự do của tổng thống là tốt hơn là cao quý hơn đó là huân chương danh dự của bộ quốc phòng là quốc hội đó là một sự ngu xuẩn à, ông, 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 nói thẳng như vậy thì Quý vị còn nhớ là một cái sự kiện mà là ông à, tranh cử ở new jersey vào ngày hôm thứ năm vừa qua đó, thì cầu tổng thống đã cho biết rằng là huân chương tự do của tổng thống là một cái giải thưởng là cao quý nhất, tốt hơn so với huân chương danh dự của bộ quốc phòng. như vậy, cái huân chương của bộ quốc phòng, danh dự của bộ quốc phòng dành cho những binh sĩ, binh lĩnh à, trong quân đội á là thấp hơn là là cái huân chương một do tổng thống là cao. Cộng, cộng, so với là huân chương của quốc hội cộng thấp luôn. À. Mà cái huân chương danh dự của Bộ Quốc phòng vốn là một cái giải thưởng cao quý nhất của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Mà huân chương quân sự được trao để công nhận gì? Để các lực lượng vũ trang hay là cả nhân là là, là là quân đội á đã rất là 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 là, là, là cao quý. À. Tại vì sao? Vì thông qua là những dụng cảm của người lãnh đó, can đảm của người lãnh đó, một điều chứng minh rất rõ ràng là họ họ đứng trước cái nguy cơ tính mạng của họ đó, trong và ngoài nhiệm vụ của họ, và có một số người đã hy sinh, có một sự bị thương vong. Thì như vậy thì huy chương đó là huy chương cao kỷ nhất mà cựu tổng thống cho là thứ yếu. Thì trong cái đó, là huân chương tự do của tổng thống được trao cho thường dân chứ phải là cho quân đội. Thì những người đã có đóng góp đặc biệt là cho an ninh quốc gia này lợi ích, lợi, an ninh cùng lợi ích quốc gia này rồi cho hòa bình thế giới này hoặc là cho các nỗ lực văn hóa này hoặc uh, các các nỗ lực về công cộng này hoặc về uh, tư nhân là là có thể các quan trọng khác à, thì đó là hướng dung của tổng thống là như vậy à, thì thì dụ như là hướng chương uh, 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 xin lỗi quý vị thì theo tổng thống có nói thì huân chương này nó tương đương với huân chương danh dự của quốc hội hai cả dùng nhau à. nhưng vấn đề mà phiên bản cái huân chương của của dân sự này á nếu như nó nói tốt hơn á thì như như vậy như vậy tức là họ đi ngược lại của huân chương của bên bộ quốc phòng rồi à. thì huân chương danh dự của quốc hội cũng giống như huân chương ừ. là từ giọt của tổng thống á thì dành cho những người là họ đã làm những công việc mà chúng tôi đã kể trên đó, độ lực văn hóa lợi quốc gia và bình thế giới còn ngược lại thì khi uh, huy dương danh dự của quốc hội á thì cũng dành cho những người lính đó họ đáng tình trọng rất tồi tệ này vì họ đã trống đàn hoặc bị thương này bị uh, thương tật này hoặc là họ đã bị mất mang này vân vân họ đã hy sinh đó à. thì uh, quý vị còn nhớ năm 2018 thì cái cựu tổng thống đề cập đến một cái nhân vật đó là là Miriam Addison. thì đây là một nhà tài trợ của đảng cộng hòa thì người này đã nhận được huy chương huy chương, huy, chương, huy chương tự do của tổng thống vào năm 2018 được cựu tổng thống mời là là trao vì à. là Addison này đã làm gì đã mở hai trung tâm nghiên cứu nhằm ngăn chặn làm dùng chất gây nghiện, tới ví dụ như là cocaine hoặc là bạch phiến, vân vân và đồng thời hoạt động của quỹ nghiên cứu về y tế Addison thành lập hai cái trung tâm đó để chống lại cái căn bệnh mà căn bệnh này đe dọa đến tinh ma thì Addison đã làm hai cái trung tâm này thôi như vậy nhận được cái huân chương tự do của tổng thống nước trong mời tổng thống nước trong nói ra đây là tranh là huy chương cao cao hết. Thì ngày hôm nay chủ nhật thì ông Su Nu đồng chí ông nói là cái những cái 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 điều mà cựu tổng thống trong đã nói ra như vậy á thì không phải đây là ông ta nói lần đầu tiên đâu mà ông đã nói nhiều lần rồi. À, trước đây là ông chế trách à, vấn đề những người binh sĩ ấy, mà họ thua trận, họ bại trận á thành những người mà là bài trận hay là những người ngu ngốc và loser là sucker á và ngay cả ông khen thôi kẻ là thường nghị sĩ của đảng cộng hòa, thì cựu tổng thống cũng nói rằng là tôi không thích những quân nhân bị bắt mở như thế này, những quân nhân bị bắt bở đó là những người thất bại uh, kiểu như vậy. à, à thì trong buổi sáng nội chuyện ngày hôm nay chủ nhật á, ở CNN người dẫn chương trình là Jay Tapper thì có hỏi là ông à, tổng đốc là Chris Sununu á à, thì hỏi thế này liệu ông có đồng ý với các cựu chiến binh mà những người chịu chuyển binh đã tham gia các cuộc chiến ở nước ngoài à, thì những người này ngoài những cái bình luận của cựu tổng trung là ngu xuẩn hay không thì ông Sununu trả lời đúng vậy đó là những bình luận ngũ xuân chúng ta không còn nghi ngờ cho vấn đề đó được à, thì đó là ông khẳng định như vậy thì ông còn nói thêm về vấn đề thời kỳ mà ông Joe mặt khen ông Donald Trump đã nói như thế này nói như thế kia đó. rồi bên cạnh đó không nhận ông Sununu rồi rồi có là làm một vị gọi là chỉ huy quân đội quốc gia à việc tắt là VFW. ai đó là ông Liv uh, Liv Thì ông Liv nói thế này. À, ông nói trên tuyên bố trên một trang web của của nhóm uh, quân đội này. Thì ông cho nói thế, ông, ông nói thẳng ông nói nó trong Nhật bên lầu của nó trong là ngũ xuân. À, không chỉ làm giảm tầm quan trọng của cái giải thưởng quý nhất dành cho lòng dũng cảm của những người binh sĩ đã hy sinh và tận mạng của mình hoặc là hy sinh thân thể của mình. À, à, mà cựu tổng thống Trump đã xem nhẹ như vậy trong một số năm thì, ừ. à, thì à, đó là ông à, Lippa. bây giờ quý vị nghe là ông cựu tránh văn phòng của ông Trung thời kỳ đó là tượng bổn sao á là ông John Kelly anh nhớ ông này chứ hả yeah. thì ông này á, là ông đã từ chức vào tháng 12 năm 2018 là sau khi ông có một vài bức hòa với cựu tổng thống Trump à thì ông thấy rằng là cái đường lộ của ông Donald Trump và cách đối xử của ông Donald Trump này kêu nó là một từ chất ngay. Đã. Thì uh, ông là một trong những cảnh văn phòng của cựu tổng thống Trump và ông là tưởng bổn sao đó, gọi là John Kelly đó. Đã. Và sau đó ông chỉ trách Donald Trump đã. và đã thu hút rất là nhiều người uh, quan tâm đến ông Donald Trump à, qua cái lời nói của uh, là tượng là tưởng bổn sao là ông John Kelly, uh, John Kelly. cũng chịu cựu ở văn phòng của ông Trump và khi mà ông John Kelly nói ra những cái bất thường của ông Donald Trump và ông coi thường quân nhân để đến cựu chiến binh Hoa Kỳ à, khi mà ông đưa ra như vậy thì cựu tổng thống Trump cáo buộc ông John Kelly là giả mạo là nói láo à, thì ông John Kelly cũng nói thế này à, tôi bước ra kể cho mọi người nghe này những cái điều mà không khiếp mà ông Trump ông Trump nói về là thương phệ binh này à, là, mà tôi nói chuyện đó chỉ được nửa ngày đã lan truyền trên khắp mọi là công đường ngõ hẹp vậy à, thì à. cái điều này tôi nghĩ rằng chúng ta đang ở trong một vùng nguy hiểm của đất nước mình à, là đó, vì tưởng bụng sao nghĩ hữu nói như vậy hồi tháng 11 năm 2013 đó à, thì trong khi đó thì cựu thủ trong đã bác bỏ những lời chỉ trích của ông Kelly cho là ông Kelly dối trả là tạo ra chuyện dạ dối à, thì thưa quý vị để đỏ những gì mà cưu kêu tổ trong đối xử với các quân nhân như vậy thì không biết rằng là uh, những uh, uh, quân đội Afghanistan uh, sau khi mà quân đội Hoa Kỳ rút uh, thì uh, Taliban tiến vào thì thời kỳ ta đi Băng á đang có họp cộng cuộc họp riêng với uh, uh, tổng thống đơn trong thời kỳ đó ở tại kem david nhưng sau khi bị chỉ trách cho đầu cuộc họp không không thành được uh, thì như vậy tất cả các chiến sĩ afghanistan uh, được bị yểm trợ và hỗ trợ thì khi mà họ họ bỏ cuộc có nghĩa là họ thua cuộc nhưng họ bỏ chạy họ mất nước hoặc là mất luôn cả gia đình uh, mất luôn tất cả thì những người đó thì giữa cặp mắt của người cũng trống chó lên kệ lui ra và những người, người sắc sao anh anh nói mm. thì như vậy anh có nghĩ rằng là có phe cho những người mà Afghanistan không à có, có quân đội Afghanistan không cho chính quyền mm. Afghanistan anh nói Ừ. Yeah. Ừ. hay là bây giờ đặt trường hợp nữa như bây giờ Ukraine này bây giờ giả sử Ukraine bị thua đi à, bây giờ không còn viện trợ của Hoa Kỳ nữa, không còn viện trợ của Liên minh châu Âu, cũng không còn viện trợ Đông Minh nữa. Bây giờ Ukraine bây giờ là hết sống hết đạn rồi. Bây giờ tao là bây giờ vẫn còn vũ khí chiến đấu nữa. Bây giờ quân quân đội là binh lĩnh của Ukraine là gọi, là bây giờ họ bỏ tay đó. À, thì những người gọi là loser là những người sắc cơ sao? Anh nghĩ sao nè? Dạ, yeah. nói lung tung mà bây giờ một cái nói nói để cũng lung tung nữa. Anh nói lung tung nữa thôi không muốn vẫn muốn lặp lại tôi nói thêm cái lung tung nữa anh em trong cái cuộc mà phỏng vấn mới đây nhất thì cho biết rằng là khi bà cam cái 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 ông ven cho rằng cái chuyện mà ông dám đang dám nói được mà ông không mới trên đài phát xong ông dám nói là đài, đài, đài các cuộc thăm gia dư luận là chỉ nằm nản lòng cử đi cộng hòa cử tri cộng hòa không bầu nữa thì bầu ông thua không bầu ông thua bầu còn chi ở nhà đi ở nhà như vậy dân chủ thắng ông nói như vậy có sự toa rập giữa các cái hãng mà thăm gia dư luận với đại dân chủ anh nghĩ nước mỹ cũng dám nói chuyện giống như chuyện như, như, như ở ở tại tại nước lạc hậu phải không ừ. giờ có một tin em vui rồi ngày mai là đại hội trung ương đảng hòa anh mùi biết không Đúng, ngày 19 đến ngày 22, Đúng, vâng. ngày mai ngày đại hội trung ương đảng hòa ngày mai ta chú ý bài diễn văn của ông joe biden và thứ năm tuần tới thứ năm tới thì để ý bài cái diễn văn nhậm chức chấp nhận là đề cử của đảng Hoa hòa của bà kamala harris thì đó là một sự kiện mà người ta đoán ông frank lynch là một viên chức có tiếng cộng hòa thì cũng cho rằng có, có, dân chủ sẽ nhân dịp này và Kamala Harris sẽ tăng được năm mươi sáu điểm anh biết không uh -huh. thì ngày hôm nay tôi đã lưu ý cái bài trong trước khi mà về bay về tại mà Chicago để tham dự cái lễ mà à, đại hội trung ương đảng cộng hòa đảng dân chủ đó. thì anh biết ngày hôm nay chủ nhật bà Cambridge làm gì không? Bà với ông Wells đi đâu bà về ông uh, Tim Wall à, ông Tim Wall xin lỗi đi một cái tour bằng xe bus trên khắp cái vùng South West là miền Tây Nam của của tiểu bang Pennsylvania cái vùng đó rất là căng thẳng vì cái vùng đó con số ủng hộ của ông Trump còn cao trong cái gì của phía dân chủ đó cái vùng tây nên vùng tây nam của của tiểu bang Pennsylvania cái vùng đó phải đổi màu bởi vì không đổi màu thì xác suất có thể thua 19 phiếu cử tri đoàn tại Pennsylvania rất lớn do vậy trong suốt ngày hôm nay bà Kamala Harris và ông Tim Wal well đã đi một chuyến xe bus đi làm gì mọi người biết không đi nói chuyện và thăm hỏi đồng bào, thăm hỏi cộng đồng và đặc biệt là thăm các cái văn phòng vận động tranh cử của đảng chủ tại khu vực này. Anh biết rằng họ phải cổ vũ khích lệ các người về tại địa phương anh Bùi, không để ừ. mà vận động tranh cử để hầu chiến thắng cái khu vực miền khu vực miền tây nam của địa bàn Pennsylvania để dẫn đến đại thắng chung cuộc cho cái tiểu bang này bị chiến phiếu của liên đoàn và dẫn đến cái sự chiến thắng bảy tiểu bang cái vùng uh, chiến địa thì đó là những cái cú chót và tối nay thì họ sẽ lái xe sau đi cái vùng tây nam này thì họ sẽ đi về chicago để chuẩn bị sáng sớm ngủ giấc như <laughs> đại hội sáng mai dự đại hội và thưa vị trong chương trình ngày mai là tôi với anh Nguyễn Bùi sẽ tường trình đến quý vị một chương trình dài dòng hơn hết chi Bên tiết về đại, đại hội trung ương đại dân chủ và coi ông Biden nói cái gì đại hội diễn ra như thế nào tại sao chúng tôi phải làm việc này rất là mạnh liệt tại vì quý vị đã từng có sự cảm xúc rất là mạnh trong cái đại hội trung ương đảng Cộng hòa tại 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 trước đây một tháng. Đúng không? và đại hội đã được xem là đại hội đó đã xuất sắc nhất tưng bừng nhất bùng nổ nhất trong suốt ba thập niên vừa qua thì như vậy chúng ta tò mò thì muốn xem là đại hội trung ương đảng dân chủ sẽ như thế nào anh Bùi không đúng vậy thưa anh dạ tối mai tôi với anh sẽ tường để cho quý vị nghe dạ. như dạ. vậy con đường mà dẫn đến 270 phiếu không phải là chuyện đơn giản anh Xuân Nam dạ còn gây bây, go lắm bây giờ mọi người đều tính cách anh biết họ tính từng 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 con đường đi có bao nhiêu cách để đến 270 điểm ừ. bao nhiêu cách để được 270 phiếu cử đi đoàn không? thì họ, mọi người tính một cách mà coi cách nào có kết quả không có một con đường đâu họ đi nhiều đường khác nhau lắm rồi Không có một số họ, họ, họ nhận định thế này, Nam tha ừ. rằng cựu tổng thống Trung nên im hơi lặng tiếng thì vẫn giữ được một số cử tri trước đây người ta ủng hộ cho cựu tổng thống trong mà nếu cựu tổng đối trong càng nói càng nhiều đi nữa thì coi như là một số cử tri sẽ mất ở nước việt nam thay vì do đó là cựu tổng thống nên ít nói nhiều hơn là nói nhiều và thư vị thì đó là chuyện đang gấp rút và tin tức dùng dập dồn dập thì dùng quý vị có thể nghe chúng tôi liên tục trong ngày buổi sáng với chúng việt linh tới 8 giờ sáng với người con buổi chúng tôi 12 giờ trưa với đoàn trọng sau đó chiều thì với anh với cô 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 cô, 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 cô Hương Giang gian và với có khi có chúng tôi và anh Bùi và luôn khoảng 5 giờ chiều Hương Giang là 8 giờ tối 9 giờ tối gì đó thì chúng ta thấy liên tiếp từng này quý vị nếu quý vị chưa có ghi danh vào truyền hình Việt Nam 1 thì cứ hãy ghi danh bởi vì không tốn quý vị đồng nào hết nhưng mà quý vị xem tin tức rất là thời sự trong tháng vừa qua rất là đông người tham dự và chương trình chúng tôi cảm ơn quý vị và anh mười có chia tay quý vị bằng một tin gì cuối cùng anh mười có nhiều quả da quả dạ thôi mình tháng. nghỉ nha nghỉ đây nha dạ để thế nào cảm ơn quý vị cảm ơn mười dạ dạ xin chào tạm biệt quý vị